Thái Võ xin kính chào quý vị. Mới đây thì có thể nói Thái Võ đã vừa đọc được một cái bài báo này. Kêu bằng mà mình thật sự mình hoảng hốt, mình sốc quý vị. Nói trong bụng trời ơi, không biết là cái bài báo này viết là có thiệt hay không. Bài báo đó thì ở Việt Nam quý vị. Viết đúng viết sai thì bây giờ đó, khi mà mình đọc qua thì chỉ biết là mình cảm thấy mình kiểu như mình giật mình quý vị, mình giật mình sốc thôi. Đúng sai thì ở đây mình cũng chưa có biết là thực hư nó như thế nào. Thì thôi thì á, bây giờ Thái Võ sẽ đọc sơ qua cho quý vị được nghe trước đi. Sau đó thì khi mà nghe xong quý vị cũng có thể cho biết, gọi là một cái sự nhận xét thêm cũng được. Đúng sai thì đôi khi là quý vị nhận xét thì Thái Võ nghĩ là hợp lý hơn á. Và bài báo thì đã được cho biết như thế này. Xin mời quý vị và các bạn có thể cùng lắng nghe. Theo đó thì tiêu đề của bài báo đã được ghi như thế này: chưa được chữa trị. Có nghĩa là chưa được trị bệnh đó quý vị, mà đã mất 100 triệu đồng. Kêu bằng mà mất 100 triệu đồng ở đâu ạ? Ở bệnh viện tại Mỹ. Chưa được chữa trị mà đã mất 100 triệu đồng ở bệnh viện tại Mỹ. Mình không thể nào tưởng tượng nổi là nằm mới có 5 tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện, chưa có chữa trị cái gì hết mà đã tốn 10.000 đô la, có nghĩa là tương đương khoảng 245 triệu đồng. Đó là một cái sự chia sẻ của một người có tên là Alex Nguyễn, đã chia sẻ về cái viện phí, cứ bằng cái viện phí ở Mỹ trong một cái lần mà anh này anh đi khám bệnh. Mới đây thì Alex Nguyễn là một người Việt tại Mỹ. Anh ấy đã kể về một lần anh ấy đi vào một cái bệnh viện tư để mà chữa bệnh. Mình bị viêm amidan, vào viện hồi lúc 10 giờ nằm cho đến 15 giờ. Có nghĩa là 5 tiếng, người ta đã truyền thuốc, truyền nước, thuốc giảm đau các kiểu thôi. Chứ hôm đó họ không có chữa trị gì cho mình hết. Sau đó thì họ đã đưa cho mình cái hóa đơn là 10.000 đô la. Riêng cái khoản tiền mà họ nhận mình vào để mà nằm ở trong cái phòng đó trong vòng 5 tiếng thôi mà 8.000 đô la, rồi thêm cái tiền thuốc là 2.000 đô la nữa. Cho đến khi mà nhận cái hóa đơn thì Alex đã choáng váng, mặc dù là đã xác định là phải trả nhiều tiền, nhưng mà anh nghĩ cũng chỉ khoảng là 1.000 hay là 2.000 đô la thôi, chứ đâu có nghĩ là nhiều như thế này. Chàng trai này thì hiện nay đang sống ở Mỹ đã bày tỏ về y tế nước Mỹ nó quá đắt đỏ, khiến cho người dân người ta rất đau đầu. Ở thành phố Chicago, nơi mà Alex Nguyễn đang ở, một lần gọi xe cứu thương là phải lên đến 3.000 đô la, có nghĩa là tương đương khoảng 74 triệu đồng. Những cái trường hợp bất ngờ vì cái tiền viện phí nó cao một cái cách khó tin như thế này, dù là hầu như không có được chữa trị gì hết như là lời của Alex Nguyễn nói, thì chuyện này nó không hề hiếm. Cái hóa đơn bệnh viện ở Mỹ ngày nay tràn ngập những cái khoản phí mà nó không tồn tại ở những quốc gia khác. Nhưng có lẽ gây sốc nhất đó là cái phí ứng phó chấn thương, nó từ 1.000 cho đến 60.000 đô la. Trước đó thì có một cái vụ ầm ĩ cũng liên quan đến các khoản phí, nó đã xảy ra vào năm 2016. Đó là trong một cái buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ tại San Francisco. Có một đứa bé người Hàn Quốc 8 tháng tuổi đã bị ngã ở trên cái giường khách sạn, sau đó thì đứa bé này đã bị đập cái đầu xuống đất. Ngay sau đó thì đứa bé này nhận thấy không có chảy máu, nhưng bé đã khóc liên tục trong nhiều giờ. Mẹ của bé thì cũng lo lắng cho cái tình trạng chấn thương của con trai, cho nên bà ta thì đã gọi 911 để mà đưa bé đến bệnh viện đa khoa của San Francisco để mà điều trị. Các bác sĩ tại đây thì đã nhanh chóng xác định bé thì chỉ bị bầm tím một chút xíu thôi ở ngay cái lỗ mũi và ngay trán. Bé thì mới chợp mắt ở trong cái vòng tay của mẹ, cũng có uống một ít sữa bột và sau đó thì cũng đã xuất viện chỉ sau vài tiếng đồng hồ, với cái tình trạng sức khỏe thì đã ổn định. Gia đình của bé thì tiếp tục cái kỳ nghỉ và cũng nhanh chóng quên đi cái sự cố này. Tuy nhiên thì cho đến 2 năm sau, cái hóa đơn lúc này mới được gửi về nhà. Họ đã thật sự sốc khi mà họ đã cho biết rằng họ đã nợ bệnh viện lên đến 18.800 đô la cho cái chuyến thăm khám. Nó kéo dài từ, có nghĩa là 3 tiếng 22 phút đồng hồ. Cái khoản phí mà lớn nhất, theo như gia đình này cho biết, đó là 15.666 đô la. Nó được dán ở trong một cái nhãn. Cái nhãn này thì được ghi tên, cái phí đó là phí ứng phó chấn thương. Thực sự thì đó là một cái số tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Nếu như mà con tôi được điều trị đặc biệt thì không nói,
Họ chẳng có làm gì cho con trai của tôi cả, mà tại sao tôi phải thanh toán cái hóa đơn nó đắt đỏ như thế này? Trong khi đó thì bảo hiểm du lịch của gia đình tôi thì chỉ thanh toán được chỉ 5.000 đô la mà thôi. Rồi cho đến một cái trường hợp khác, dù là cái vết thương không cần phải chăm sóc y tế nhiều, tuy nhiên một thanh niên ở Mỹ cũng bị tính cái phí ứng phó chấn thương, đó lên đến 22.550 đô la khi mà anh này đã đi đến cái trung tâm y tế ở California để mà điều trị. Xe cấp cứu thì đã đưa anh đến trung tâm chấn thương sau cái vụ tai nạn xe máy. Hồ sơ thì đã cho thấy anh đã tỉnh táo với các cái dấu hiệu sinh tồn thì hoàn toàn bình thường. Trong suốt cái chặng đường di chuyển 6 cây số đi tới bệnh viện nhưng mà anh này không có dấu hiệu gì hết. Khi mà đến nơi thì các bác sĩ đã xác định Sam chỉ có một cái vết cắt nhỏ trên đầu, cũng không có cần phải chụp X-quang hay là cũng không có cần phải xét nghiệm máu làm chi. Anh thì vẫn luôn tỉnh táo và lúc này anh chỉ cần uống một cái viên, đại khái là một cái viên thuốc giảm đau, sau đó thì truyền nước và cũng xuất viện chỉ sau đó khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Tuy nhiên thì cái số tiền viện phí tổng phải trả của Sam thì nó lên đến gần 27.000 đô la. Nó bao gồm trong đó có 22.550 đô la, đó là cái phí ứng phó chấn thương. Rồi cũng là thêm một cái trường hợp khác, đó là trường hợp của cô Suveda. Cô này là một y tá 30 tuổi. Cô ta thì đã bị vỡ mắt cá chân khi mà tập luyện tại một cái phòng gym ở San Francisco. Cô lúc này thì mới được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện đa khoa ở San Francisco để điều trị. Tôi đã thực sự được người ta tiêm vào người cái loại morphine lúc mà tiêm ở trong xe cứu thương đó. Tuy nhiên thì sau đó, tức là sau hậu phẫu, cô đã được xuất viện đi về nhà bình thường chỉ trong ngày hôm nay rồi sang ngày hôm sau là được xuất viện thôi, trong một ngày thôi. Tuy nhiên, cái số tiền viện phí mà Suveda phải trả là 113.000 đô la, 113.000 USD. Nó bao gồm cái phí ứng phó chấn thương là 15.666 đô la. Công ty bảo hiểm thì đã cho rằng cái tiền viện phí cho một ngày nằm viện như vậy là quá cao và họ chỉ đồng ý trả một cái khoản tiền nhất định. Trong khi đó thì Suveda phải tự nộp là hơn 31.000 đô la. Thực sự thì vợ chồng tôi đã nghĩ đến việc mua nhà. Tuy nhiên tôi phải trì hoãn lại, bởi vì cái số tiền tiết kiệm của chúng tôi cả đời bây giờ chúng tôi phải thanh toán cho cái hóa đơn này hết rồi. Như vậy có thể thấy là quý vị đã được nghe qua tất cả nội dung của bài báo. Có thể nói đây là một bài báo đã được một cái tòa soạn báo ở Việt Nam người ta viết quý vị. Cái sự đúng sai hay là cái sự minh bạch chính xác của nó thì thực ra mình cũng chưa có được một cái sự nhìn nhận hay là nhận xét nào ở đây là đúng hay là sai hết. Tuy nhiên thì sau khi cái bài báo này được đăng lên đó, cũng có nhiều người người ta cũng có xem, cũng có đọc và cũng có gây một cái hiệu ứng tranh cãi với nhau. Có người thì người ta nói là kinh hoàng, cái bằng mà bác sĩ và điều dưỡng ở bên Mỹ bởi vậy lương lúc nào cũng cao chót vót. Cho nên là chính vì cái điều đó đó mà tại sao bệnh viện ở nước ngoài luôn lúc nào cũng trải một cái thảm đỏ để mà mời chào khách. Rồi một người khác thì cũng bình luận theo một cái khía cạnh khác. Người này thì đã nói như vậy. Báo nói làm sao chứ tôi xem trên mạng đó, người ta nói ở bên Cali, nếu mà nói về cái y tế ở Mỹ, ai cũng nói là free mà, tức là miễn phí mà. Rồi một người khác tên là Nhi thì cũng có để lại cái bình luận rằng đôi khi cũng khó bình phẩm lắm. Khi mà mình gặp nạn hay là mình chấn thương, cái tâm lý con người luôn cảm thấy bị lo lắng, luôn bị hoảng loạn. Và nếu mà gặp được một cái sự ứng phó kịp thời cùng với cái thái độ tận tâm, chuyên nghiệp, niềm nở thì bệnh nhân sẽ cảm thấy được an ủi và sẽ được cảm thấy là yên tâm nhiều hơn. Cái điều này thì bệnh viện ở nước ngoài người ta làm rất tốt. Trở lại ở nước mình, cách đây 4 năm thì tôi cũng có bị ngộ độc tiêu hóa. Tôi cũng vật vã, tôi cũng đau bụng, tôi cũng bị vã mồ hôi lạnh, cũng bị tụt huyết áp. Bởi vì tôi bị mất cái điện giải nhiều giờ, do là trước đó tôi đã bị tiêu chảy ồ ạt. 6 giờ sáng thì khi mà tôi đi vào cái phòng khám, có tên, ở đây có tên quý vị, đó là một cái bệnh viện công. Ở đây thì người ta khám y ạch lắm, khám xét gần 1 tiếng đồng hồ. Họ bắt tôi là phải nhập viện và bắt tôi là phải nằm ở một cái giường. Cái giường này là một cái giường xếp ở trong một cái hành lang nhỏ hẹp. Một bên là những cái dải giường cao, giường thấp. Tôi thì tôi nằm ở cái tầng thấp.
Cái giường này thì nó dọc theo cái hành lang nhỏ hẹp, nó được cải tạo lại bằng đại khái là bằng một cái hàng rào sắt. Ở bên kia thì là một cái lối đi lại của mọi người, có nghĩa là một cái lối đi chung đó. Khi nào mà cần dùng cái toilet thì tôi phải lết vào ở bên trong cái phòng bệnh chung. Ở trong đó thì coi như là bụi bặm nóng nực, bởi vì ở trong đó nắng nó không có được chiếu thẳng vào. Ở cái chỗ mình nằm thì nào là cái mùi người, mùi đồ ăn, mùi toilet, coi như là nó sộc thẳng vào mũi vậy đó. Cho đến khi mà tôi thật sự tôi nằm xuống, lúc đó tôi vẫn phải đeo khẩu trang, tôi vẫn phải che quần áo các kiểu đại khái. Mà hãi hùng nhất đó là cái lúc mà tôi, do là tôi nằm ở cái giường xếp mà, cho nên là có người qua kẻ lại, người thì đi tới, người thì đi lui, người thì la hét, người thì sùm, coi như là một cái không gian kiểu như là nó hỗn tạp hết. Thậm chí đó, cái người y tá thì còn đẩy bệnh nhân nằm ở cái giường bệnh này, đẩy qua cái giường bệnh khác, đẩy đi ngang cái chỗ mình. Cảm giác như là lúc đó tôi như là bị đè bẹp vậy. Vật vã thì phải chịu đựng vậy thôi. Cho đến chiều tối thì tôi mới cương quyết. Thôi, lúc bấy giờ tôi mới xin người ta cho được về nhà, được xuất viện. Tôi chấp nhận tôi chịu mọi cái hậu quả nếu có. Về đến nhà thì tôi phải tắm rửa, tôi phải giặt giũ, tôi phải sát khuẩn từ cái đôi dép cho đến cái điện thoại và cho đến cái túi xách mà tôi mang. Mũi của tôi thì cũng phải rửa nước muối, rửa vài lần như vậy đó thì nó mới hết thôi cái mùi, đại khái là cái mùi của bệnh viện. Nhưng mà chuyện nó cũng đã qua vậy rồi, cũng đã qua lâu rồi. Kể lại để thấy đó, cái gì nó cũng có cái giá của nó, tiền nào thì của đó mà. Thì cũng có thể nói là quý vị đã vừa được nghe qua, đây là những lời nhận xét, đây là những cái sự tranh cãi của nhiều người sau khi mà người ta đọc qua cái bài báo này đó. Vậy thì còn ý kiến của quý vị thì sao ạ? Quý vị cảm thấy là bài báo này họ viết đúng hay là họ viết sai? Và những sự phân tích của những độc giả sau khi mà họ đọc qua đó, thì quý vị thấy là người nào nói có vẻ nghe hợp lý ạ? Thì quý vị có thể cho biết thêm một cái sự bình luận bên dưới video này cũng được quý vị. Rồi, bây giờ Thái Phật cũng không biết nói gì hơn. Video cũng đã chia sẻ xong. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Phật một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những video trong những ngày tiếp theo. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và đã luôn lắng nghe hết video này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp.